quý vị, xin giới thiệu quý vị, đây là khăn bàn bò, và hay còn gọi là bao tử bò đó. Mình hôm nay mình làm món khăn bàn bò xào dưa cải nha quý vị. Bây giờ mình trụng nước sôi nè, trụng nước sôi đã rồi cái mình làm trắng lại nha quý vị, mình cạo sạch lại. Đó, quý vị thấy nè, đó nó sẽ trắng nha, cạo mấy cái này nè, đó nó trắng kìa, đó giờ mình làm trắng đó. Đó mình khăn vàng bò nè, mình trụng nước sôi xong, bây giờ bữa nay mình làm món này xào dưa cải ngon lắm quý vị ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cạo trắng ra nè quý vị. Đó, quý vị thấy thằng bàn mua về màu đen á, mình cạo ra nó trắng vậy đó. Mình trụng nước sôi, nước mình nấu thiệt là sôi, cái mình bỏ vô mình trụng là cạo ra. Đây là cái bề trong của nó nè. Mình cạo cho nó sạch trong ngoài, mình cạo sạch trắng hết nha quý vị.
rất là dễ cạo. Vì chụm nước sôi này có số chỗ mình chụm không đều hay khó thôi, chỗ nào mình chụm nhiều cạo dễ lắm.
trắng. Mình tới giờ mình chảo trắng xong rồi mình để giảm bớt cái mùi nặng cho cái bao tử này thì chúng ta sẽ trụng sơ qua nước nước trà nha quý vị. Nước trà này trà xanh mình mới nấu xong. Trụng sơ qua nước trà lại cái cho nó giảm đi cái mùi hôi của bò. Vì nó sẽ không còn cái mùi khó, cái mùi đặc trưng của cái căn bàn nữa. Tôi đổ này. Nước trà là tôi đổ sơ qua luôn. Mình trụng sơ qua cái. Đừng để chín quá nha. Tôi trụng sơ qua bằng nước trà nó sẽ không còn cái mùi đặc trưng nữa nữa. Không còn thấy cái mùi nặng nặng. Ừ. Đó.
Con sao con đẻ không? Con Đẻ có 2 trứng thì gà đầu người ta đẻ rồi đó không con. đẻ không gà lẫm quần. Sao ăn mua trái nắp hả? Chắc 2-3 ngày để ăn trứng rồi bỏ đi. Rồi con gà cái nắp hấp gà rồi. Nắp thì nuôi nha, ông mua nó đâu. Ủa ổng có nuôi đâu mà không, con gà có ổng lắm. Con gà có đâu có đẻ mới rồi hái giờ đẻ chứ. Biết trước hết trơn, tôi cãi đâu cho mắc công làm đó. Cái vàng này làm để nhà mình thái thịt, đừng cái xác cái gì cho nó bị lục. Cái xác thái thịt rồi thao thái đồng miệng. Rồi chảo nó nóng, chúng ta sẽ chế dầu ăn vào. Cái đại thì tỏi về nó sẽ bỏ xài cho nó săn lại nha. Bỏ vô cải vào nêm nếm gia vị.
thơm quá. Rồi xong. Gấp cái dĩa. Nhìn cũng tạm tạm.